quay chưa? Đại đang ngồi ở trên thang để quay cho mình các bạn ạ. À, mình chào tất cả các bạn nhé. Vậy là cái AV của mình hôm nay là mình đã làm thêm được một cái việc khá là lớn. Chiều nay thì mình sẽ đổ bê tông vào cái đường mà mình xếp gạch và xây gạch này. Xây thì là bố mình xây dùm mình, bố với Đại xây. Sáng nay mình có bận một chút việc. Thế là cái AV của mình nếu như mà xây xong như này đổ bê tông là cũng coi như là gần xong rồi đấy. Còn cái việc bắn lưới với lại bắn sắt thì nó cũng nhanh thôi. Chắc hẳn là sẽ có nhiều bạn bảo rằng là tại sao anh lại làm AV lâu như vậy. Thế nhưng mà nhiều khi á, có những cái thiết kế, có những cái tính toán mà mình phải nhờ sự góp ý của các bạn. Và cái thứ hai nữa đó chính là mình phải nhìn thế nào để cho nó hợp lý. Chứ không phải là cứ lúc nào chán là mình lại dở ra làm lại. Đâm ra nhiều khi mình muốn làm cho nó thật chi là chỉn chu, xong khi đó mình bắn không nên là chỉ việc thả chim thôi. Ở cho nên những cái việc này không thể nào vội vàng được. Thì cái bờ này các bạn này. Đấy, cái bờ này mình sẽ tính là trồng cỏ vào đây. Đấy, trồng cỏ ở đây, trồng cỏ và trồng hoa ấy. Đấy, nó đã có hình của thu rồi. Các bạn nhìn qua cũng đã có thể nhận ra rồi đúng không? Khá như là đẹp. Cái đồi thì là chắc là chiều mát nay là mình sẽ trồng cỏ thôi. Còn bây giờ đang nắng này thì không trồng cỏ được. Cái đường đi các bạn nhìn cái đường đi rất là rộng nhé. Đây, cái đường đi thì là nó như thế này. Đấy, nếu như mà từ ở trên cao kia mà nhìn xuống ấy, thì các bạn sẽ có một cái cảm giác nó như là một cái bàn tay để ngửa ra mà nó đang cầm một cái quả xoài đúng không? Đấy, nhìn khá là hay. Rồi thế là chiều nay cái xi này nó chết hẳn và mát trời thì mình sẽ tiến hành đổ bê tông. Đó, cái AV của mình là đến nước này là cũng được đến 70% công việc rồi. Các bạn là tiếp tục đóng góp và cùng chờ đợi mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ lên trên nhà và tháo bột cái con chim chào mà hoặc nó bị gãy chân. Ông mà xuống đi đây. Rồi thế nào, các em kêu xong chưa để đưa nước anh làm việc nào? Thôi nhá, không kêu nữa nhá, để vào việc nhá. Thôi tạm dừng thế thôi. Đấy, ok. Con thì đứng ở đỉnh đầu, con thì đứng ở trên chân. Xuống. Kể từ cái ngày mà mình bó bột cho con chim chào mào mà nó bị gãy chân, em Nhân mới gửi mình nuôi giùm ấy, thì hôm nay cũng đã được hơn một tuần rồi. Thể theo yêu cầu của các bạn và cũng là cái sự mà mong ngóng rất là nhiều của mình, thì hôm nay mình sẽ quyết định là tháo bột cho nó để xem nó cái kết quả mình bó bột trong vòng hơn một tuần nó có được khỏi hay không. Đây, để mình bắt nó ra mình cắt bột cho các bạn xem nhé. Cái chân này là cái chân bị gãy này, nó gãy ở cái phần đùi, nó gãy ở cái phần chóng đùi này đó. Thì bây giờ mình sẽ cắt nó ra, hy vọng là cái kết quả nó như mình mong đợi. Mình không dám quay cả người con chim các bạn, bởi vì để tránh mọi người hiểu nhầm rằng là mình đang tra tấn một cái con chim ấy. Nhiều khi YouTube nó cũng khó hiểu lắm cơ. Tâm ra là mình cũng phải cẩn thận, mình chỉ quay có một phần của con chim thôi. Tháo bột này cũng là cả một cái khó khăn đấy, không phải đơn giản đâu. Cuối cùng mình đã tháo được ra cái băng dính rồi các bạn ạ. Rất chi là mừng là cái chân này nó đã liền rồi này. Đấy, ngày xưa nó lủng lẳng nhưng bây giờ nó liền rồi, tốt rồi. Và cái phần thịt của nó thì cũng không bị ảnh hưởng gì. Bây giờ là mình sẽ phải phục hồi cái chức năng này cho cái chân này của nó này. Không biết là cái chân này nó có bám được nữa không. Để mình thử kiểm tra xem nó có bám được nữa không. Chắc chắn là phải một thời gian dài. Đã xong rồi đấy. Vậy là mình đã tháo hoàn toàn cái... đều không? Còn cái khớp chân này thì do mình bó bột cái thời đó ấy, đâm ra bây giờ thì là nó vẫn còn đang cứng. Nó phải một thời gian nữa thì nó mới vận động, nó mới lại phục hồi lại cái chức năng của nó. Còn cái phần xương đùi thì đã liền rồi. Như thế này là mình cũng yên tâm rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ thả nó vào lồng nhé. Mà mình sẽ nuôi nó thêm 1-2 bữa nữa để cho nó phục hồi lại cái chân. Rồi có khả năng là mình sẽ giả lại em Nhân cái con chim chào màu này.
Bởi vì cái con chim chào mào này là một cái con chim ghép cặp của em Nhân. Đấy, bây giờ thì nếu như mà nó khỏi, mình lại giả lại Nhân để cho Nhân có một cặp và sau này nó có thể sinh sản được. Bởi vì như các bạn cũng đã biết rồi đấy, ghép một cái cặp chào mào mà để nó thành đôi nó sinh sản thì cũng khá như là khó. Ai, rồi, bây giờ mình lại phải cho nó vào lồng thôi. Nhân ơi, Nhân ơi, Nhân, hôm nay đang định tháo bột đấy, con chào mào chú gửi gãy chân thì ngoẻo mất rồi. Ngoẻo rồi. Đi rồi. Không ăn. Ai biết được, hôm qua này vẫn sống. Thì chả thôi Nam nè, đang định bảo nếu mà khỏi thì anh này giả chú để mà vào ghép đôi. Ghép đôi gì, đã thêm một chân thì quen nếu nó liền thì có được không? Niên có ghép được không? Ấy gì nhỉ? Ra hai anh ít lá chuối, ở trên anh không có, để anh về cho dế ăn. Chửa chết. Hôm nay anh tháo bột cho nó rồi, cũng ngon lành lắm. Có vẻ là chân nó hơi cứng một tí nhưng chắc là con phải vận động một thời gian này nó mới khỏi. Chú Hái xin bà chi của anh ít lá chuối để anh về anh cho dế nó ăn. Dế nó chóng lớn thì mới có mồi cho chim chứ. Đấy. Bé tí thì chim ăn giờ thì không biết bao nhiêu cho đủ. Không mang ấy đi, giao đi. Thế vậy, em từ cái hôm người ta bảo nó đi hái cho người ta ít cái quả trắng trắng về cho chim được độc đúng hôm đấy. Hôm nay mình chú Nhân mình bảo Nhân nhờ sang bên nhà hàng xóm xin hồ mình ít lá chuối về để cho dế nó ăn đấy, bởi vì là thay đổi món cho dế chứ ăn bí mãi nó cũng chán. Ở dưới xóm này thì nhiều chuối lắm, ở trên mình thì không trồng được chuối. Chặt cho anh lấy 3-4 tàu vào. 3 tàu không hỏi à? Hả? Không phải hỏi à? Nháy âm. Đây chặt tàu này nữa. Cái tàu nào nó không ảnh hưởng đến cây ấy. Nó sắc quá. Ui, tàu đấy cây non. Để cho cây nó còn lên. Đây này, tàu này này, già rồi. Ui, chặt phải tránh anh ra chị. Chú cứ thẳng tay cứ phang thế này. Tạm thời thế nhá, hôm nào anh điện là cứ việc mang lên chứ không cần phải xuống nhé. Đấy. Cho em hỏi có cái chậu cũ nào mà không bán được không, để lại cho một cái. À, suất à hay sắc à? Ờ. Ờ, chậu quế mà. Quế à? Ờ. Vào đây đã, vào đây xem. Có cái nào không? Để xem đã. Có cái nào mà nó to to nhưng mà nó cũ cũ. Làm nhà chứ mà làm gì mà lấy chậu đéo cho nó khổ ấy. Ờ, đâu để nuôi cá mà. Nuôi cá? Ừ. Thì nuôi đi, nuôi thì phải chọn cái chậu ẩn hoa. Bây giờ cứ mua thô, giờ mai mai về chứ sơn nào chứ. Ờ, mua thô thì cũng ấy ấy nhỉ. Của hàng mã. Ui. Nặng lắm. Nặng cũng chỉ mấy kiêng. Mấy nhóc rồi. Mới được có hai đứa. Giờ đi làm gì đấy? Ở nhà gì nhỉ, đi mua chậu về nuôi cá quay video. Thế á? Máu thế á? Thì quay video phải quay cái chậu đẹp thì nó mới ăn ý tiền. Ui. Tiết kiệm được cái gì thì hay cái đấy. Kia còn cái kia nữa, hôm nào mà còn lấy lên chở lốp. Mình cũng đang háo hức ghê, không biết là bạn ở trên Lạng Sơn bạn ấy gửi cho mình cái dòng cá bảy màu dòng gì ấy. À, đây chính là một chiếc bể chừa sơn hàng lỗi mình mua với cái giá là 100.000. Đấy,
cái chiếc bể thứ hai là mình đã chuẩn bị với lại một cái chiếc bể ngoài cổng nữa là hai chiếc để mình chuẩn bị trước, rồi mình rửa sạch ngâm nước cho nó ổn định nước, thì sau tầm nó khoảng 3-2 hôm nữa thì sau bạn ấy sẽ gửi cho mình những con cá bể màu để về mình nuôi. Thì bây giờ mình sẽ nhấc cái chiếc bể này lên trên kia để ở bên này, và một cái chiếc bể kia là mình sẽ để ở bên kia, tức là hai chiếc bể là để ở cạnh hai cái để ở hai bên của cái bể cá bể màu cũ to của mình nhá. Đó. Và tiện ở đây thì mình quay cho các bạn xem cái con cún của mình mà ngày trước là Nhân nó cho mình này. Đấy, ui giời. Nó vẫn khỏe lắm, có cái là nó nghịch ấy, nó là một cái dòng chó lon, đâm ra là nó nghịch kinh khủng luôn. Ít khi mình quay nó, ít khi mình thả. Đấy. Các bạn nhìn nó đẹp không? Ui, nuột chảy đấy. Ui. Cái bụng nó ăn nó tròn xe như là chó có chửa ấy. Đẹp thế nhỉ. Ôi ở con cún nhìn nó xấu mà. Ôi mà sao nó ra ngoài đẹp thế nhỉ. Ôi lâu nó mượt không này. Cún im. Đấy. Cái con này là cái con chó béc dê lai béc bỉ các bạn ạ. Ui ôi. Đai đầy sân rồi. Đấy. Nhìn đẹp không? Chó lon mà bụng to như là bụng chó cái có chửa. To gần vào con chó vàng nhà mình rồi đấy. Đấy nhá các bạn nhá, cái con chó đen nhà mình mà Nhân nó cho đấy. Nghịch nó, chắc phải rốt nó bao giờ. Thả nó ra nó nghịch kinh khủng luôn. Cái chiếc bể này thì các bạn bảo mình làm nó giống cái AV trước thì nhìn nó không đẹp. Thế nhưng mà thôi các bạn ạ, mình làm cái AV này ấy, chủ yếu là mình phục vụ cho những cái chú chim để cho nó có một cái môi trường sống tốt nhất. Thì tuy là nó giống cái AV trên, với lại nó cũng không được đẹp, thế nhưng mà mình sẽ cố gắng là làm sao mà sửa sang để cho nó đẹp nhất hết mức có thể, nhưng mà vẫn giữ được một cái môi trường tốt nhất cho con chim nó có thể tắm này các bạn này. Đấy, những cái chỗ này chim nó tắm tốt lắm, bởi vì ở trên kia mình đã biết rồi, nó tắm nó tốt cực kỳ luôn đấy. Thế cho nên là thôi mình đành phải vẫn làm như vậy, nhưng mà mình sẽ sửa sang thêm, các bạn chờ mình thêm 1-2 bữa nữa, bởi vì việc mình rất là nhiều, đợt này nó lại vào đúng ngày mùa ấy. Đấy, cho nên là mình chưa thể làm xong được. Bây giờ thì xuống nghịch với con chip tí, sau đó là mình đi kiếm những cây chuối. Wow, chip đây. Thế là những cái công việc to lớn là gần như mình cũng đã hoàn thành được bây giờ gọi là 80%, không phải là 70% như lúc sáng nữa. Đó. Cái chuối mình đã ngâm ở đây rồi, bây giờ là tiến hành mấy bố con mình là triển khai là đổ bê tông. Đấy, đổ bê tông xong bắt đầu mình ghép video sẽ gửi tới các bạn vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Và xin chào tất cả các bạn.